đội tuyển Anh đã thoát khỏi thất bại thứ hai liên tiếp tại Nations League sau khi Harry Kane ghi bàn thắng thứ 50 cho đội bóng quê hương của mình. Phút 88 của trận đấu, Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền lạnh lùng đánh bại thủ thành Neuer Cân bằng tỷ số 1-1, qua đó giúp đội tuyển Anh giữ lại một điểm quý giá trước Đức. Đức dẫn trước nhờ nỗ lực ở phút 50 của Jonas Hofmann nhưng không thể kết liễu Anh, qua đó đành ngậm ngùi chia điểm. Ở cuộc phỏng vấn, vị thuyền trưởng người Anh chia sẻ: "Đầu tiên tôi hài lòng với màn trình diễn của các học trò trên sân. Tôi nghĩ trong hiệp 1 chúng tôi chơi ổn, sang hiệp 2 chúng tôi đã hơi bị động, chính vì vậy đã để thủng lưới. Sau bàn thắng đó chúng tôi đã tập trung và tạo ra nhiều cơ hội hơn, và những nỗ lực quý giá đó đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng của Harry Kane."